Phân tích kinh tế vĩ mô, ứng dụng trong đầu tư MAI là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới. Trong chương trình MAI, học viên sẽ thực hành các phương pháp phân tích kinh tế vĩ mô với các công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Vâng, thưa tất cả các bạn, chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay, tôi và anh Tuấn sẽ có một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người quan tâm. Trading nên hay không nên? Tức là sao? Tức là chúng ta lướt sóng, mua đi bán lại cổ phiếu này, rồi Bitcoin và rồi phái sinh, đúng không ạ? Đấy. Thế thì câu chuyện đặt ra là chúng ta có nên làm như thế không, bởi vì có rất nhiều người có hỏi chúng tôi cũng như là để lại comment ở trên kênh Tài chính Kinh doanh rằng là liệu họ có thể trở thành những trader chuyên nghiệp được hay không? Đấy, và kiếm sống nhờ cái nghề đó hay không? Thế thì có lẽ rằng là anh Tuấn là một trader mà từ khi ra trường anh đã coi như là sống ở trong gọi là trading room rồi. Thì đấy là một người mà có nhiều kinh nghiệm để có thể chia sẻ với chúng ta. Thế còn tôi ngày hôm nay tôi cũng sẽ kể cho mọi người cái câu chuyện mà trong cái giai đoạn trading của tôi trên thị trường mà không chỉ ở Việt Nam, thị trường toàn cầu, thì mọi người sẽ nhìn nhận cái vấn đề này một cách thực tế nhất để mọi người có những cái quyết định của riêng bản thân mình. Và vâng, thưa anh Tuấn, câu chuyện trading nên hay không nên, quan điểm của anh thế nào? Quan điểm của tôi là khi mà chúng ta chưa thống nhất được về thuật ngữ thì cái việc chúng ta đặt ra những cái vấn đề nên hay không nên thì nó rất là khó. Tại vì khi mà chúng ta dùng một cái từ là trading thì tôi hiểu rằng là các bạn đang muốn nói đến là những cái nhà giao dịch mà thuật ngữ chuyên môn ở trên thế giới người ta gọi là retail trader, tức là những nhà gọi là giao dịch ngắn hạn mà nhỏ lẻ, nhà đầu tư cá nhân hoặc là nhà đầu cơ cá nhân. Thế còn trading là một cái nghiệp vụ ở trong các cái tổ chức hoặc là định chế tài chính lớn. Và quan điểm đầu tiên của tôi là hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Tại sao nó khác nhau thì tôi có thể nêu ra ba cái điểm nổi bật mà các bạn, nếu như mà các bạn đã chưa có kinh nghiệm thì các bạn có thể thấy ngay. Cái điểm đầu tiên ấy, nếu mà là trading chuyên nghiệp, đầu tiên là về mặt pháp lý họ đã được đảm bảo. Tôi nói ví dụ như là ở thời điểm mà tôi làm trader cho ngân hàng thì cái nghiệp vụ giao dịch trên thị trường đô đồng này, hoặc là giao dịch cân các cái trạng thái, bản chất thì nó rất là đơn giản. Anh Long nhìn này, xuất khẩu buổi sáng, anh Long bảo anh Long bán đô cho tôi thì về lý thuyết rằng là tôi phải bán nó ra thị trường nước ngoài hoặc là bán cho các đối tác interbank. Thế thì buổi chiều tôi biết là cái thị trường càng ngày nó càng phát triển thì buổi chiều kiểu gì cũng có ông nhập khẩu mua. Thế thì lúc đầu ấy thì tôi giữ cái trạng thái của anh Long lại và tôi bán cho người khác, và người ta gọi là đầu tiên là intraday trading, tức là tôi chỉ giữ cái trạng thái nó ở trong ngày thôi. Và càng ngày thì tôi bảo rằng là anh Long này hôm nay bán cho tôi, nhưng mà ngày mai kiểu gì cũng có một ông sẽ mua, thì tôi sẽ có một cái trạng thái người ta là gọi là trạng thái overnight, tức là trạng thái qua đêm. Thì chính vì vậy nên là người ta, khi mà chúng ta đã có quy định về pháp lý này, chúng ta sẽ có một cái bộ máy kiểm soát độc lập của chúng ta. Ví dụ như là ở chỗ chúng tôi thì có một bộ phận quản trị rủi ro để theo dõi tất cả toàn bộ những cái hạn mức như vậy. Và cái điểm thứ ba nó rất là quan trọng, đó chính là cái việc chuyển tiền. Việc chuyển tiền của các cái tổ chức định chế lớn thì rất là ở hãn hữu, họ sử dụng những cái mà các bạn đang dùng gọi là margin trading. Có đó, nếu các bạn không quản trị được vốn thì nó, bản chất của các cái nhà giao dịch tổ chức ấy thì nó là công cụ để phòng vệ. Ví dụ như là tôi mua của anh Long và tôi không có hạn mức qua đêm thì tôi có thể mua một cái giao dịch CFD, là tôi bán ngay trạng thái đó và với mức phí rất là thấp để ngày mai kiểu gì tôi cũng có một cái người mua. Thế thì tôi muốn nêu ra ba cái điểm cơ bản để chúng ta, đầu tiên chúng ta soi chiếu lại là chúng ta hiểu cái từ trading này như thế nào đã. Thì khi mà chúng ta hiểu đúng thì chúng ta mới biết được là chúng ta nên hay không nên. Vâng, phần chia sẻ của anh Tuấn làm tôi nhớ đến một cái comment ở trên kênh Tài chính Kinh doanh mà lần trước chúng ta đang nói về một cái chương trình gì đó, tôi không nhớ chính xác về nội dung, nhưng mà anh Tuấn có chia sẻ rằng là thời mà anh làm trader ấy, vâng, đấy, thì anh bla 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 này đó, thế vâng, bạn ấy comment rằng là các anh nói về hoạt động trading như vậy là không hợp pháp ở Việt Nam, vâng, đúng không ạ? Vâng. Đấy, thì thực ra bạn ấy không hiểu rằng là chúng tôi đang nói trading ở đây là trading dành cho các tổ chức. Mà anh Tuấn là có rất nhiều năm kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực đó, và các cái tổ chức tại Việt Nam thì là được phép hợp pháp và có khung pháp lý và có những cái quy chuẩn về quản trị rủi ro. Chính xác. Đúng không ạ? Thế còn cái mà trading mà chúng ta hay nói đến là chúng ta hay nói đến chuyện lướt sóng cổ phiếu, lướt sóng phái sinh, lướt sóng Bitcoin, lướt sóng các loại coin, rồi lướt sóng cả Forex nữa, đúng không? Đấy là cái mà chúng ta cần phân biệt. Thế thì tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta sẽ kể những câu chuyện đi. Anh Tuấn có một cái câu chuyện riêng nào đó, cái kinh nghiệm bản thân, một cái câu chuyện thú vị nào đó anh chia sẻ không?
và sau đó thì sẽ đến tôi. Rồi, ok, tôi trước đúng không? Ừ. Câu chuyện của tôi vì hai cái loại trading định này nó khác nhau nên là kết quả nó hoàn toàn khác nhau anh ạ. Tôi rất là tự tin tại vì tôi có một cái bảng thành tích ở trong hệ thống ngân hàng khá là, nếu mà gọi bây giờ các bạn trẻ gọi là hoành tráng đấy anh Long. Tại vì thứ nhất là ở cái thời điểm hệ thống ngân hàng cái lợi nhuận nó đang rất là thấp thì cái bộ phận treasury, cái thời điểm bọn tôi ấy, nó phải chiếm đến 70 đến 80% lợi nhuận của ngân hàng. Và sau đó thì cái bộ phận thời điểm đầu thì cái lợi nhuận từ ngoại hối ấy, nó phải chiếm đến cũng 70 80% cái lợi nhuận của treasury. Và tôi có một cái tên đó là ngày xưa trước khi làm Topi thì bị gọi là Tuấn FX, có nghĩa rằng là tôi chưa bao giờ lỗ. Tôi chưa bao giờ lỗ, tức là cầm danh mục của ngân hàng và năm nào cũng chỉ có lãi thôi. Đấy, thế thì tôi rất là tự tin. Và mà tự tin đến mức mà tôi quyết định rằng là chắc là mình cũng phải trade cho cá nhân mình một chút xíu. Tại vì mình trade thường xuyên nó thắng thế cơ mà. Coi như là lần nào, năm nào cũng lãi và có cái KPI rồi hoàn thành rất là hoành tráng. Thế tôi vẫn nhớ là năm 2010 khi mà bắt đầu cái sóng vàng. Sóng vàng đến thì ngoài cái việc mà trade cho cá nhân thì tôi cũng có thể đặt lệnh trên các cái sàn vàng ở Việt Nam nữa. Và đấy là hoàn toàn là đặt lệnh trên sàn vàng CFD. Và tôi cũng được phép làm cái việc đấy, nó cũng là hợp pháp. Và tôi trade cá nhân. Thì cái thời điểm đấy nếu như mà có kênh tài chính kinh doanh thì chắc là tôi không mất tiền nhiều như vậy đâu. Tại vì anh Long biết có một cái từ gì mà lúc đó tôi nghĩ rằng là cả thị trường tài chính Việt Nam không ai biết. Đó là cái từ QE, Quantitative Easing. Tức là chúng tôi không đọc được, thứ nhất là cái thời điểm đó thông tin thì cũng rất là mù mờ. Tại vì sau cuộc khủng hoảng 2008 thì nếu như anh nhớ rằng là Ben Bernanke mới có là có một cái công cụ gọi là nới lỏng định lượng, không ai biết nó là cái gì cả. Và mọi người đều cho rằng là vàng lên đến 1.000 đô là quá cao rồi. Tại vì thực sự là trong 20 năm lịch sử của vàng ấy, không bao giờ vàng vượt quá cái ngưỡng đó. Thế là tôi với là một nhà đầu tư cá nhân, vàng cứ chạm 1.000 đô là tôi short, là tôi bán. Và tôi nhận thấy rằng là ở cái thời điểm đó khi vừa kiểm soát cái hoạt động của bên ngân hàng thì không trade vàng mà tập trung vào trade ngoại hối với cả trade tiền tệ là chủ yếu. Thì tôi trade cá nhân là vàng. Thì tôi nhớ rằng là toàn bộ cái tài sản tôi tích lũy đến thời điểm đó năm 2010, 30 tuổi thì đâu đó tôi mất cũng phải được khoảng 80-90%. Tại vì cứ đi làm với ngân hàng về sau rồi buổi tối thì lại đặt lệnh vàng ở trên sàn. Và thực sự là hồi đấy là cái việc mà tôi đang nói rằng là trade CFD ấy, nó sẽ cần về hai yếu tố mà trong một cái chia sẻ của tôi tí nữa tôi có thể với bạn là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Thì trong cái yếu tố đó thì những nhà đầu tư cá nhân thì vô cùng thiếu anh Long. Vâng. Câu chuyện của tôi có lẽ là sớm hơn câu chuyện của anh Tuấn. Tôi nhớ là 2009 giai đoạn đó thì sàn vàng khủng khiếp lắm. Tôi có nhiều anh bạn mà làm tổng giám đốc, giám đốc sàn vàng mà gần như là không có cuộc sống. Anh Tuấn ạ, ngày ngủ 4 tiếng rồi. Sàn vàng là 24/24. Mà sàn vàng thì không thể chờ coi như là ngồi giá cổ phiếu lên có biên độ hay là giá cổ phiếu xuống có biên độ được. Câu chuyện là mà thậm chí thời điểm đó tôi không trade cho ngân hàng nhưng mà tôi phụ trách sàn vàng mà ngân hàng đầu tư. Có nghĩa là tôi nhìn thấy toàn bộ position của cái sàn vàng của Việt Nam. Đấy. Việt Nam mình cái thời đó ACB là khủng khiếp đúng không anh Tuấn? Vâng, tôi phụ trách sàn VGV của thời đó là Techcom. Cũng rất là lớn, hơn 100.000 lượng giao dịch một ngày. Mà cái khái niệm ở đây là CFD. Và vâng, bây giờ đến câu chuyện của tôi sớm hơn anh Tuấn, đó. 2008. Vâng. 2008 thì thời đó là mình sống nước ngoài, mình trade CFD, CFD cổ phiếu anh Tuấn. CFD thì mọi người nếu mà chưa hiểu thì chúng ta hãy tìm hiểu trên kênh Tài chính Kinh doanh, nói khá nhiều về cái này rồi. CFD là Contract for Difference. Tôi nhớ là hình như là một trong những clip đầu tiên của tôi chia sẻ trên kênh Tài chính Kinh doanh. CFD là trade cái gì? Trade cái chênh lệch thôi. Giá cổ phiếu lên, giá cổ phiếu xuống. Và cái margin của CFD nó lúc đó khủng khiếp lắm, 90 mấy%. Tức là anh có 3 đồng anh có thể oánh 100 đồng. Có nghĩa rằng biến động, một cái biến động nhỏ thôi khiến anh mất tiền. Và thời điểm đó thì chơi thị trường mà CFD đã là ở nước Úc là phổ biến, đúng không? Chúng ta có nói về câu chuyện CFD rồi. Và Mỹ là cấm không? Mỹ cấm. Úc và Anh. Úc và Anh là cực kỳ phổ biến về CFD luôn. Thế thì mọi người hình dung rằng là mà CFD thị trường thì lúc thì CFD những cái cổ phiếu tại Mỹ hồi đó là phổ biến là Walmart này, Microsoft này, rồi những cái cổ phiếu ở khoáng sản. Khoáng sản là cái cực kỳ hot luôn. Khoáng sản thì nó gắn liền với Úc mà. Úc là khoáng sản mà, hai công ty khoáng sản lớn nhất. Hồi đó mà mình toàn oánh quả M&A, đặt cược vào những cái thương vụ M&A rồi trade CFD. Mà có một cái nguyên tắc
tôi đặt ra đó là không bao giờ để trạng thái qua đêm. À, đấy, đúng với nếu anh nếu Tuấn. Anh Tuấn lúc ấy nói là đây intraday trader đấy, intraday thôi và intraday trader tức là mình mà short hay là long, tức là mua hay bán ấy, thì đến gần cuối là mình phải close. Đấy, mà thị trường Úc lúc đó cái liên thông của nó đối với thị trường Mỹ lớn hơn Việt Nam rất nhiều. Đấy, tức là Mỹ ông biến động thế nào thì ông Úc ông ấy đi như thế, anh Tuấn anh đúng không? Mà Úc thì lại còn xa hơn Việt Nam mình múi giờ là 4 tiếng. Như vậy nếu mà Mỹ cách Việt Nam là 10 tiếng thì Úc cách 14 tiếng. Thì anh cứ tưởng tượng là đêm thì phải dậy ngó Dow Jones rồi Nasdaq rồi các thứ, hồi đó Dow Jones có dưới 10.000 điểm thôi, bây giờ là ba mươi mấy ngàn rồi anh thì đúng không? Thế thì mình long short liên tục, mình chạy liên tục nhưng mà cuối cùng tính lại là lỗ chết, và cái phí margin, phí 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 chết margin của CFD và cái phí giao dịch nó ăn hết. Đấy. Thế nhưng có một cái là mọi người đều biết là 2008 là khủng hoảng tài chính đúng không? Khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng mà đến tháng 9 đó, nó mới nổ ra cái vụ đó. Thì trước đó thì cứ long là thua. Đấy. Thì cứ short là ăn. Đấy. Thì mình short liên tục. Sau này mình rút kinh nghiệm, mình cứ short liên tục, mà short trong ngày short 10, 5 phút, 10 phút, 15 phút là cũng đã short. Xong rồi close trạng thái ngay lập tức và kiếm tiền. Đó, kiếm 1-2.000 đô nó dễ, kiểu như kiểu là trong vòng vài phút là kiếm thôi. Đấy. Thế nhưng mà hôm nay thế nào lại để long mà lại để trạng thái qua đêm, Quên đấy. và anh Tuấn biết hôm sau thế nào Ôi, chắc là cái tình đó? trạng này thì tôi nghĩ rằng là ai mà chơi CFD thì nó quá quen thuộc rồi, người ta gọi là cháy tài Đúng rồi. khoản. Hôm sau là thị trường nó sập một phát đúng không, khủng hoảng tài chính nổ ra, thế là mà long position để overnight qua đêm thì mất hết tiền, đơn giản thế thôi, mất rất nhiều tiền. Câu Nhưng mà chuyện nó vẫn đúng vào cái nguyên tắc số 2 của tôi, đó chính là quản trị rủi ro. đúng, Những bao nhà giờ đầu tư cũng cá vậy. nhân rất thiếu về quản trị rủi ro. Và kết luận lại, tôi kết luận một điều rằng là trading để mà thu được lợi nhuận ấy phải là những nhà đầu tư cực kỳ chuyên nghiệp. Đấy, và thời đó là 2008, dưới 30 tuổi. Đấy, khoảng 30 tuổi Nhưng mà tầm anh thất bại đó. sớm ấy, thành thành công sớm. Tại vì có một số bạn ấy bây giờ người ta đang nói rằng là phải cháy tài khoản vài lần thì đầu tư mới thành công được. Ai cũng phải cháy đúng không? Đấy. Tại vì chúng ta nói câu chuyện này tại vì chúng ta đang muốn nói một câu chuyện là gần đây thì chắc là tôi có chia sẻ một cái status ở trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam. Tôi có nhìn thấy một cái clip của VTV24 nói về chuyện tuyển sinh nhiều trường đại học mở ngành mới lạ. Tôi có xem cái clip đó. Thì tôi đang xem thấy có rất là nhiều ngành mới, ví dụ như là ngành ô tô điện này, rồi là ngành fintech này. Tuy nhiên thì cái hình này thì tôi khá ngạc nhiên. Tôi khá ngạc nhiên thì tôi có cắt ra và tôi chia sẻ trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam. Cái status của tôi thì cũng nó ở góc độ là nếu đây là một, tại vì tôi cũng không hiểu cái chương trình nó đang ở góc độ là chia sẻ cái ý nghĩa gì. Thì tôi chỉ là môn quản trị vốn và quản trị tâm lý. Đấy, hot thật, tức là vừa học vừa thực hành luôn. Thì cái status này cũng gần 1.000 người có Cái thể này là cái hình gì đấy anh Tuấn, anh có thể giải thích cái hình này không? Cái này là ở trong một là trường đại học, và cái bạn mà khẳng định đây là trong trường đại học đúng không? và đây là trong trường Đấy, đại minh học. họa cái này. Cái này là cái gì, hình này anh có thể giải thích cho khán giả cái tài chính kinh doanh này không? Vâng, thì ở đây cũng là một dạng của CFD trading, nó gọi là future trading. Future tức là mà anh có thể mua bán những cái vị thế gọi là Phái sinh tương phái lai. sinh ở tương lai. Và cái tài sản, lớp tài sản ở đây đó chính là Bitcoin, được BTC tính trên USDT mà ở trên một cái sàn giao dịch thì hiện Nổi tại tiếng thì đúng không? nổi tiếng ở trên thế giới, nhưng mà ở Việt Nam thì cái khung pháp lý nó cũng khá là mờ. Thế thì tôi nghĩ rằng là có thể có hai hướng tiếp cận anh Long. Hướng tiếp cận đó là khi mà chúng ta học về các cái thị trường tài chính thì chúng ta cũng biết rằng là có những cái loại tài sản như vậy, họ đang giao dịch như vậy, và có thể dùng đây để công cụ phòng ngừa phái sinh để phòng ngừa rủi ro. Thì tại tại vì tôi cũng không nhìn thấy rõ cái nội dung học của cái này, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đi theo hướng vậy thì cũng có thể là một cái rất là ổn. Tuy nhiên nếu như mà dạy các học sinh để mà long short kiếm lời, gọi là trading đấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một cái tư duy khác đi một chút Phải xíu, chuẩn, phải phải chuẩn. chuẩn. Tại vì nếu như mà
Ở đây tôi chưa khẳng định là nội dung học nó như thế nào nhé. Nếu theo hướng gọi là quản trị rủi ro hoặc là đưa về cập nhật các kiến thức mới thì tôi hoàn toàn đồng ý thôi. Tuy nhiên nếu mà dạy học sinh mà để long short hoặc để mua bán kiếm lời thì tôi nghĩ rằng là sẽ phải có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và thấu đáo. Bitcoin future đúng Vâng. không? Chuyên Bitcoin future. Mà cái chương trình của tôi, tại sao tôi lại trading rất nhiều để chia sẻ thêm với mọi người. Đấy. Chương trình này là chương trình, ở đây là website của đại học của tôi ngày xưa này, Đại học Monash Vâng. University, bây giờ nó nằm trong top 100 thế giới. Vâng. Nếu mà ranking bây giờ nó là thứ 44 này anh Tuấn. À, hôm nào tôi phải Cũng tra khá lại cái trường cao. của tôi. Thế thì ngày xưa là bọn tôi học thời hồi đó học thạc sĩ nhá. À. Đây là một cái môn gọi là Money Market Dealing. À. Đấy, tức là nó dạy trading đấy, nhưng mà trên Money Market. Và Đấy. Thì chúng tôi học là gì? Có một cái dealing room, đây đúng còn đây nói là không? Simulated Treasury Đấy. Dealing Room tên là Đúng ạ. Star Đúng, nó Lab có đấy. cái dealing room rất Và to. Thế mình vào ngồi trong đấy như kiểu mình cũng cảm giác như kiểu anh hùng đến nơi. đó. Anh hùng coi như là ngồi trong tàu vũ trụ ấy. Dealing Room là một cái nơi thực ra thì tuổi trẻ thì hay gọi là thánh địa của ngân hàng, tại vì vào đấy anh oách lắm. Ví dụ như của chỗ của tôi mà vào thì anh phải quẹt vân tay, ngày xưa quẹt vân tay rất là hiếm. Vào rồi chỗ tôi độ khoảng 7 8 màn hình nhìn nó cứ nhảy, nhưng mà thực ra là xem team bóng đá là chủ yếu thôi đúng không? Thế còn ở đây thì chắc chắn là các trường đại học thì sẽ có cái này. Vâng. Đấy. Thực ra cái trường mà top đầu như thế này họ xây cái dealing room khủng khiếp lắm và nó Vâng. là thị trường thật anh Tuấn Vâng. ạ, nó kết nối hoàn toàn thật. Chúng tôi trade cái gì ở trong đó, có future này, CFB cổ phiếu không có, hoàn toàn không có cái này vì đây là money market. Thế Và còn cổ phiếu hồi đó là chưa có Bitcoin, nhưng rồi cổ phiếu thì là capital market rồi rồi đúng không? Hồi đây money market thì nó sẽ thiên về câu chuyện là forex. Đấy. Nhưng cái mà chúng tôi được học nó không phải là chúng tôi đặt lệnh như thế nào, trade ra làm sao, và nó có cả giải thưởng đấy. Cái này là có xếp hạng thứ tự giải thưởng, có nhất nhì ba, có tất cả các thứ khác, và cái Và đấy nó chấm vào điểm. Mà cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi được học ở đây đó là chúng tôi hiểu cái cách thức vận hành của Vâng. một cái thị trường dealing hay thị trường trading ngắn hạn, vì nó nói money market là rất ngắn hạn, Vâng. và hiểu được cái ảnh hưởng của cái việc là margin rồi quản trị rủi ro. Rồi. Đấy, quản trị vốn và cả vấn đề tâm lý nữa. Còn tôi đã Đấy. nói rồi mà, quản trị vốn và quản trị tâm lý là cái các nhà đầu tư cá nhân thiếu nhất. Đấy. Thế thì trên quan điểm là nếu mà chúng ta đưa vào trường đại học học thì chúng ta phải đầu tiên đó là phải xác định cấp độ đó anh Tuấn ạ. Đúng rồi. Tức là nếu mà sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 tôi nghĩ rằng là rất là khó, và khi thậm chí sinh viên đại học thì tôi chưa nghĩ là nên đâu. Bởi vì họ chưa va vào thị trường, chưa hiểu biết, và lại vẽ một con đường rất là rủi ro và chông gai cho các bạn đấy là cũng hơi Nếu căng như đấy. mà ở Việt Nam mà chạy theo cái hướng trading đấy thì lần trước tôi với anh Long đã có một cái clip nói về cái việc vẽ đường cho hươu chạy ở Nhật Bản khi mà họ đưa cái bộ môn chứng khoán. Nhưng mà chúng ta phải nói rất là rõ là ở Nhật Bản họ đưa môn đầu tư chứng khoán cổ phiếu, tức là họ sẽ có cái phần gọi là đánh giá rồi là xác định giá trị doanh nghiệp để mà đầu tư, chứ cũng không phải là mua đi bán lại. Và Thế còn đây là chương trình thạc sĩ rồi. đấy, của một trong trường top thế giới. Vâng. Đó, ngày xưa mình học cái chương trình này Vâng. thì mọi người hình dung rằng là muốn làm trader thực sự, mà còn day trader nữa, mà thị trường lại còn money market, thị trường vô cùng là ngắn hạn, Vâng. thậm chí tính bằng giây, thì cái sự hiểu biết kiến thức nó phải đầy đủ, Vâng. và có ở đây nó yêu cầu cái yếu tố kinh Tôi nghiệm tất thấy là cả. ở đây là nội dung môn học này, yếu tố đầu ra anh Long có thể dịch vài cái. Tôi Đấy. thấy nó rất là có 5 cái yếu tố đầu ra này. Đấy, nội dung môn học thì chúng ta biết này nhá, trên money market này đấy, có cả lãi suất, có cả tỷ giá, rồi các cái công cụ ở trên đó đấy, và có cái lab, có cái dealing room để chúng ta làm thật đấy. Thế thì ở đây là gì? Học là học cái phân tích các cái việc thực hành, cái việc là dealing trên cái thị trường money market này, cash market này rất là ngắn đấy, rồi phát triển đấy, develop and organize, và phát triển và gì vận hành Hệ thống front office và cái back hệ office, thống. tức là Đúng. tôi phải giải thích mọi người. Front tức là mọi người, chúng tôi quy định là thị trường nó như là chiến trường. Front tức là cái đội tiền tuyến, còn Đó. back office thì nó sẽ gồm hai bộ phận. Một bộ phận là middle, tức là bộ phận gọi là kiểm soát về quản trị rủi ro, và bộ phận back. Bộ phận back là chuyên xử lý các cái lệnh, thanh toán, hạch toán. Thế thì anh Long có thể dịch nhanh cái này, nhưng mà bản chất ý, khi mà tôi nhìn thấy cái outcome ở đấy là họ đang đào tạo các cái trader dành cho
chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp chắc chắn. Đúng không ạ? Chứ họ không đào tạo retail trader. Mình phải rất là rõ ràng với nhau cái chỗ đấy đã. Đấy thì cái mà tôi muốn chỉ ra rằng là khi mà chúng ta nói trading thì chúng ta phải phân tách rất là rõ là retail trader hay là professional trader. Và professional trader thì chúng ta có thể đào tạo ở trong các cái trường của hệ thống ngân hàng. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn thấy cái thị trường bây giờ các công ty chứng khoán nhé, nó vẫn có đội tự doanh. Đúng anh Long? Và những cái đội tự doanh đó thì cũng cần phải được đào tạo. Đúng. Đấy, thì tôi hoàn toàn đồng ý những cái việc đó. Thế còn những cái lớp tài sản mà vẫn còn đang mờ về pháp lý thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đưa vào đào tạo thì chắc chắn là cũng phải rất là cẩn trọng. Nếu có minh họa thì cũng không nên minh họa bằng cái đó. Đấy, ở đây có thêm này, plan này, verify và settle transaction. Mình phải lập cái kế hoạch. Đấy. Đấy, xong mình có những cái xác nhận và mình thực hiện các cái giao dịch. Đấy, tôi nhìn thấy là lập kế hoạch này, tổ chức này, phân tích này, điều chỉnh hoặc là báo cáo về những trạng thái ở trong treasury dealing room, tức là ở đây họ đào tạo rất là chuyên nghiệp. Và trong đó biết hành xử như thế nào. Đúng không ạ? Tôi có thể chuẩn bị thêm một cái slide về dành cho retail trader, anh Long có thể mở giúp tôi ở trong cái PowerPoint của tôi được không? Vâng, đây là nếu mà dành cho retail trader thì tôi vẫn quay lại cái khái niệm rất là cơ bản mà tôi và anh Long đã nói rất là nhiều. Đó là mỗi người trong chúng ta cần phải xây cái tháp tài sản. Thì nội dung về tháp tài sản thì tôi đã chia sẻ khá nhiều rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn nhấn mạnh hai cái tầng mà chúng ta cần phải làm. Đó là thứ nhất là lớp tài sản vô hình, đó là kiến thức của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn trading, gọi là CFD hay là bất cứ một cái tài sản nào, chúng ta phải có cái kiến thức về nó đã. Đấy thì là cái nền tảng này phải vô cùng vững chắc. Đấy thì ở chỗ này nó sẽ gồm là kiến thức về quản lý vốn. Đây, kiến thức về ngoài cái phân tích cơ bản hay là phân tích kỹ thuật, cái đấy là hầu như là ai cũng phải biết rồi. Thế thì còn về quản lý vốn này, về tâm lý, làm sao mà chúng ta phải hoạch định cái phần bao nhiêu đồng tiền để đi trading và bao nhiêu đồng tiền để mua sữa cho con, không bao giờ được lẫn lộn những cái việc đấy, cái đấy là vô cùng quan trọng. Và chúng tôi luôn xếp cái việc trading đấy là ở trên lớp rủi ro, là lớp cao nhất. Có nghĩa rằng là nếu bạn đã có một căn nhà để bảo vệ này, bạn đã có một cái danh mục tài khoản tiết kiệm để bạn mang lại thu nhập này, bạn đã có một danh mục cổ phiếu hoặc là những cái bất động sản để nó tăng trưởng, thì bạn có thể trading một cái danh mục trading ở trên này. Nhỏ nhỏ. Vâng, nhỏ nhỏ ở trên này. Thì quan điểm của tôi với cả những cái người gọi là retail trader là như vậy, phải hiểu rất là thấu đáo cái tháp tài sản để có thể xây ra. Chứ còn nếu như các bạn trẻ thấy bảo rằng là về nói rằng là ui giời mẹ có thấy không, người ta đang dạy ở trong trường đại học cái đấy, và chúng ta dồn toàn bộ tài sản và công sức của chúng ta cho cái lớp rủi ro nhất đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ quay ngược cái tháp tài sản này lại, nó là kim tự tháp lộn ngược, mất hết tiền, mất nhiều tiền, mất sự nghiệp, mẹ về mẹ đánh cho một trận. Và chúng ta nói vui thôi, vì câu chuyện của chúng ta đó là cái yếu tố cả yếu tố kỷ luật nữa. Đấy, vì trong câu chuyện của tôi thì sau khi một thời gian kỷ luật rồi thì thấy mọi thứ nó đơn giản. Đấy. Và có một cái nữa mà tôi muốn chia sẻ với anh Tuấn là cho dù mình có giỏi đến mấy chứ nữa, mình không chống được những cái biến cố lớn đâu. Ví dụ như khủng hoảng tài chính mà nó bùm một phát, là ông có giỏi đến mấy thì ông vẫn mất tiền như bình thường. Nếu như ông không mà nghĩ đến cái chuyện là quản trị rủi ro và thận trọng. Đó, chỉ là overnight thôi, để trạng thái qua đêm thôi. Tức là nếu mà anh không lập kế hoạch, nó chỉ chiếm một phần danh mục, tức là quản trị vốn của anh, thì nếu mà nó mất hết cái chỗ đoạn đấy, anh phải tính xem rằng, tại vì khi mà đánh margin ấy, tức là bạn phải dùng tiền vay nữa. Đúng rồi. Vậy tại sao bao giờ cũng như vậy, tôi đã là CFD thì cái margin nó rất là cao. Và cái một biến động nhỏ nó khiến chúng ta mất hết toàn bộ cái tài sản của chúng ta. Đấy. Quan điểm của các bạn thì sao? Chúng tôi muốn hỏi các bạn là theo các bạn nghĩ rằng là một nhà đầu tư cá nhân có thể trở thành một trader cá nhân hay không, hay là retail trader hay không, để có thể thành công hay không, thì vui lòng để lại comment ở trong clip. Câu hỏi thứ hai, tôi nghĩ rằng là nó sẽ liên quan đến việc học. Thì theo các bạn, chúng ta có nên đưa cái môn gọi là trading hay là dealing vào trong trường đại học để dạy ở Việt Nam hay không? Đấy, hãy trả lời để chúng ta có thêm các cái góc nhìn về nội dung này. Và cảm ơn anh Tuấn, một cái nội dung mà chính anh Tuấn đã đưa ra, đã gợi ý và đã chia sẻ trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam. Và mọi người có thể vào cái status đó của anh Tuấn ở trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam, chúng ta thấy có rất nhiều comment đó, và chúng ta cũng nhìn được nhiều ý ở đây. Và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình chúng tôi. Hãy nhấn vào nút like kênh video này cũng như là đăng ký kênh Tài Chính Kinh Doanh. Rước lộc vàng, tiên hoàn đầy ví. Hoàn ngày 50.000 đồng trên một lượng vàng khi mua vàng vật chất trực tuyến trên ứng dụng Topi, không giới hạn số lượng mua. Chương trình áp dụng từ ngày 12 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2023. Truy cập ứng dụng Topi mua ngay để không bỏ lỡ ưu đãi bạn nhé. Chương trình đào tạo CMA Australia quản trị và tài chính chiến lược, trực tiếp đào tạo bởi giảng viên Long Phan. CMA Australia bao gồm hai nền tảng chính: quản trị chiến lược tinh gọn,
quản trị tài chính chiến lược. CMA cung cấp kiến thức thực tiễn dành cho nhà quản lý tại Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094 238 6611.